Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa bài thi ngoại ngữ môn tiếng Anh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Thì đây là cái bài thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là cái bài thi rất là hữu ích để cho các em có những cái hướng ôn tập sắp tới để thi cho thật là tốt. Question 1, attempts, appears, accepts, complains. We choose which one? Alright, C, right? C sẽ được phát âm là âm S, là âm S. Cho nên là các bạn phải học thuộc và làm nhiều bài tập của những cái bài tập mà có kết thúc bằng S, ES cũng như là ED. Rất là quan trọng. Question 2. Light, rise, mild, gift. We choose G, âm I, còn lại là âm I, right? Question 3, respect. Marry hoặc là marry. Depend. Predict. So, we choose B. The first syllable là nhấn âm 1, còn lại là nhấn âm 2, so we choose B. Number 4, we see that A có IC đúng không? Kết thúc bằng IC. Cho nên nó sẽ nhấn ở ngay ở trước nó. Fantastic, powerful, sensitive, personal. So, we choose A. Ta nhấn âm 2, còn lại là ta nhấn âm 1. Thầy sẽ hướng dẫn một số từ mà thầy nghĩ là các em chưa biết nghĩa. 3A, respect là tôn trọng. G, predict là phán đoán. 4A, fantastic. Wonderful. It means tuyệt vời, right? Sensitive là nhạy cảm. Personal là thuộc về cá nhân. Number 5. The view is great. Khi mà các em thấy một cái câu người ta cho và có dấu chấm hỏi cũng như là có phẩy rồi một cái ô trống ở cuối, thì thông thường đây sẽ là đang kiểm tra cái câu hỏi đuôi. Thì các em thấy là gì đây? Đầu tiên đây người ta dùng is thì chắc hẳn thì phía sau này còn phải lặp lại cái từ is. Ở đây khẳng định thì phía sau phải là phủ định là isn't. Đấy, cho nên ta nhìn vào đây ta sẽ chọn ngay đó là câu A, isn't it. Khung cảnh thì tuyệt, phải không? Isn't it. Khung cảnh là vật số ít nên ta sẽ dùng it để thay thế ở đây. Six, Mark hopes. Ở đây ta phải để ý là gì? Hopes thì nó sẽ thường thường đi với to. Mình có cái cấu trúc rất là hay gặp. Đó là hope to do something. Hy vọng làm gì đó. Hy vọng làm cái gì đó. Question 7. If I, các bạn thấy từ if thì các em phải nhớ ngay đây là kiến thức câu điều kiện. Sau if là ô trống thì mình phải nhìn ở cái mệnh đề còn lại. Would be là các bạn phải nhớ ngay là câu điều kiện loại 2. Thì sau if thì mình sẽ chia ở loại 2 đó là quá khứ đơn đúng không ạ? Và to be phải là were, tất cả các ngôi. Mà sau if là nhớ một điều là không dùng, thường không dùng will và would. So, B and C là chúng ta phải bỏ ngay đầu tiên. Nên đáp án này mình sẽ chọn câu D, were. Ở đây mình có cái cấu trúc đó là gì?
Be eligible for có nghĩa là được quyền hoặc là đủ tư cách thích hợp làm gì đó. Nếu tôi gì đây? Nếu tôi mà trẻ hơn một tuổi á, thì tôi sẽ có quyền nhận được cái học bổng. Number 8. Ở đây thì mình thấy có cái từ since, tức là họ đang kiểm tra về cái kiến thức về thì. Thì đối với công thức của since thì các em phải nhớ là gì đây? Since ở giữa thì ở trước nó là gì? Trước nó sẽ đi với hiện tại hoàn thành là has. Cộng với động từ ở V3 hoặc là VED. Sau đó là đi với since. Plus subject. Plus verb simple past. Tức là động từ ở quá khứ đơn là V2, VED. So we choose be. Bởi vì chỉ có câu be là chỉ ở quá khứ đơn thôi các bạn. His health has improved a lot since he started doing regular exercise. Sức khỏe của anh ấy đã cải thiện đáng kể từ khi anh ấy bắt đầu tập thể dục thường xuyên. Number 9. Ở đây mình mới nhìn vào là mình đã loại được hai câu, đó là câu A and G. Các bạn có biết tại sao không nhỉ? Bởi vì because of và in spite of là có giới từ ở cuối, tức là nó là cùng giới từ. Cho nên sau giới từ thì mình thường sẽ đi với danh từ, cùng danh từ noun phrase hoặc là verb. Mà ở cái ô trống này là các em thấy là gì? Có it là chủ ngữ, influences là động từ, và negatively là trạng từ. Đó, tức là có chủ ngữ động từ là mình đã loại được câu A và câu G. Đấy. Vậy hai câu còn lại thì ta phải dịch để xem nghĩa như thế nào để chọn, bởi vì although và because sau đó đều đi mình đề được. Parents shouldn't use physical punishment. It negatively influences children's development. Physical punishment, đó là cái hình phạt về thể chất, đó là hình phạt đòn roi đấy. Bố mẹ không nên sử dụng hình phạt đòn roi. Nó có cái tác động xấu tới sự phát triển của con. Không nên sử dụng có tác động xấu thì mình phải dùng mặc dù hay là giải thích. Because này. À, mình sẽ dùng C. Ok. À, đang giải thích nên mình dùng B. Because. Tức là mình có thể đọc là because or because. Question 10. Well, send you an email of confirmation. Ở đây các bạn thấy là từ well. Well, từ này ghi tắt của từ we will. Mà từ will là sẽ, tương lai đơn chưa xảy ra. Thì ở đằng sau các bạn không được chia thì quá khứ. Mà trong khi đó câu A ở đây là người ta đã chia là have made. Cho nên là không chọn được. Tương tự như vậy ta thấy câu be made ở quá khứ đơn mình cũng không chọn được. C, warm making, quá khứ tiếp diễn ta cũng không chọn được. Chỉ có câu D là phương án đúng. Bởi vì nó đang chịu hiện tại hoàn thành là have made. We'll send you an email of confirmation as soon as we have made our final decision.
Tức là chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cái thư điện tử xác nhận ngay khi chúng tôi đã đưa ra cái quyết định cuối cùng. Tức là bản chất thế này các bạn ạ, ngay khi đưa ra cái quyết định cuối cùng ấy, thì sẽ gửi cái thư điện tử xác nhận. So D is the best answer. Question 11. You should book. Mình thấy cái cụm advance ở đây thì cái cụm đấy cái cụm rất là hay hay gặp rồi. Mình có cái cụm là in advance. In advance là trước. Trước. For example, thanks in advance là cảm ơn trước này. Đó. Nếu chúng ta không thuộc được cái cấu trúc này thì ta thuộc cái câu là thanks in advance, cảm ơn trước. Rồi, còn ở đây là book, từ book động từ ở đây này. Danh từ là quyển sách nhưng mà trong này là should thì sau đó là động từ nguyên mẫu. Book ở đây có nghĩa là đặt. Đấy. You should book in advance because the restaurant is very popular in the area. Bạn nên đặt trước bởi vì nhà hàng thì rất là nổi tiếng ở trong cái khu vực. We choose tea. Tommy is on the way to. We have on the way to. On the way to là trên đường đi đâu đó. Tommy is on the way to his friend's birthday party, carrying a gift box in colorful paper. Thì ở đây ta thấy trước ô trống là cái danh từ chỉ vật này, một cái hộp quà. Và đằng sau này mình phải chọn cái gì đây? Mình sẽ chọn câu C. Lý do là ở đây là cái mệnh đề quan hệ lược các em ạ. Cái hộp quà thì nó như thế nào? Là danh từ chỉ vật đúng không ạ? Mà danh từ chỉ vật thì nó được gói đẹp mắt là phải chia bì đồng. Tức là cái câu gốc của nó là thế này. Which is nicely wrapped. Nhưng bởi vì sao? Người ta lược từ which và is rồi nên mình chỉ còn là nicely wrapped. Cho nên câu C mới là cái câu đúng. Tommy đang trên đường đi đến dự sinh nhật của bạn cậu ấy, mang theo một cái hộp quà được gói một cách đẹp mắt bằng giấy màu. Next, many twelfth graders find it hard to what university to apply to. Mình có cái cụm là apply to là nộp đơn tới nơi nào đó. Còn apply for là nộp đơn xin việc, apply for a job là nộp đơn xin việc, còn apply to là a place, nộp đơn vào nơi nào đó. Thì ta nhìn ở đây ta thấy từ decide là động từ quyết định, decision có cái âm dần, đó là it is a noun. Decisive nó có đuôi sif, adjective tính từ. Decisively có đuôi ly, nó là effort tràng từ. Và mình thấy cái cấu trúc ở gì đây? Find, find it và sau đó đi với adjective plus to infinitive. Thì thầy có thể gọi tắt là to do, được chưa? Do ở đây là tượng trưng cho động từ nguyên mẫu. Thấy chấm 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 để làm gì đó. Tức là nhìn vào đây các bạn phải chọn một động từ nguyên mẫu. So, we choose A. Easy, right? Nhiều học sinh lớp 12 thấy khó để quyết định trường đại học nào để mà chúng nộp đơn để học, đăng ký học, nộp đơn để học, để thi. 14. He is disappointed at not winning the competition, but he will soon it. We have a take after. Take after
the same meaning as resemble. Resemble. Resemble là giống. Giống ai đó. Get over, vượt qua, khắc phục. Look after, the same meaning is take care of. Trông nom chăm sóc, go over, đó là xem xét kỹ càng. So which one, which one? Anh ấy thất vọng, không thắng cuộc thi, nhưng anh ấy sẽ sớm về đây. À, vượt qua, được chưa? À, thất vọng không thắng kỳ thi, không thắng cuộc thi, nhưng anh ấy sẽ sớm vượt qua được cái sự thất vọng đó. So we choose B. The government has every effort to stop the rapid spread of COVID-19. Mình có cái cụm là spread là lan, lan ra, rapid là nhanh. Cái câu khá là hay, rất là mang tính thời sự. We have the phrase, the structure, make an effort to do. Make an effort to do thì nó sẽ tương đương với câu tục là try to do or attempt to do. Cố gắng làm gì đó, nỗ lực để làm gì đó. Ở đây là đang kiểm tra về cái kiến thức là do và make, cho nên các bạn cũng phải học kỹ cái kiến thức phân biệt giữa do và make. So we choose B. Chính phủ đã làm mọi nỗ lực để ngăn chặn cái sự lan nhanh của COVID-19. Và giờ chính phủ của chúng ta cũng đang làm cái việc này rất là tốt. Sixteen. Making chicken soup is not difficult. It's just a matter of following the ingredients. Ingredients, do you know? Khi mà các bạn mua một cái gói kẹo hoặc gói bánh gì đó, thì các bạn sẽ thấy cái gì nhỉ? Ví dụ ở đây một cái bánh này chẳng hạn, thì các bạn mở ra mặt sau các bạn sẽ thấy cái gì đây? Ingredients, sugar, shortening, wheat, flour. À, và cái tay dịch ingredients gồm có đường chấm chấm chấm, thì đó chính là cái gì đây? Thành phần, đúng không ạ? Đó là thành phần gồm đường chấm chấm chấm. Đây. So ingredients có nghĩa là thành phần này. Đường, bột mì, vân vân gì đó. Design là thiết kế, cái này là các bạn biết rồi. Sizes có nghĩa là gia vị. Gia vị ví dụ như là tiêu, ớt, vân vân, hành ngò. Recipe, recipe có nghĩa là công thức. Công thức nấu ăn, công thức nấu nướng. Ở đây mình sẽ chọn câu, mình thấy liên quan tới làm súp gà thì không khó, nó chỉ là cái vấn đề là theo công thức thôi. So we choose G. Follow the recipe, tức là làm theo cái công thức nấu ăn, công thức nấu nướng. Và mình có cái từ là recipe books. Nếu mình có từ recipe
Recipe books. Có nghĩa là sách nấu ăn, sách hướng dẫn nấu ăn, nấu nướng ấy. Number 17. After his miraculous recovery from the stroke, the man spent the of his life traveling and doing charity work. Mình có cái từ miraculous là kỳ diệu, recovery sự hồi phục, stroke là một cái căn bệnh, đó là bệnh gì các bạn ạ? Đột quỵ. Đột quỵ. Charity là từ thiện. Sau khi phục hồi kỳ diệu từ căn bệnh đột quỵ, người đàn ông dành cuộc đời của mình để đi du lịch và làm việc từ thiện. A remainder. Remainder thường đi với the remainder of, có nghĩa là cái phần còn lại. Phần còn lại. Abundance, sự dồi dào, sự thừa thãi. Sự dồi dào. Legacy. Legacy. Là di sản. Di sản. Tài sản. Excess. Sự vượt quá. Sự vượt quá, vượt mức. So, chúng ta thấy the earth ở đây đúng không ạ? So we choose A, the remainder of his life. Đó là cái phần còn lại của cuộc đời ông ta. Sau khi hồi phục kỳ diệu từ căn bệnh đột quỵ, người đàn ông dành cái phần đời còn lại đi du lịch và làm từ thiện. Okay. Question 18. Despite our careful planning, the whole surprise party was a accident. We have volume. Volume có nghĩa là dung tích này, dung lượng, rồi volume có nghĩa là quyển, quyển hoặc là tập gì đó, quyển hoặc là tập tài liệu gì đó, vân vân, sách. Ok. Verse là thể thơ. Chapter là chương sách, cái nghĩa gốc của nó là chương sách. Page, trang, cái từ đây thì các bạn biết rồi. Đây là một cái ghi cùng mình phải học thuộc thì mới làm được. Và mình có ở đây mình sẽ chọn cái gì đây? We have be a chapter of accidents. Be a chapter of accidents. Nó sẽ đồng nghĩa với cái gì? To be a series of unpleasant events. Tức là một chuỗi những cái sự kiện không vui. For example, the whole trip was a chapter of accidents. Tức là gì đây ạ? À? Cả cái chuyến đi là một chuỗi những cái sự việc không vui. Mặc dù đã được chúng tôi lên kế hoạch cẩn thận, cả cái bữa tiệc bất ngờ là một chuỗi những cái điều không vui. So, we choose C. Và đồng thời các bạn cũng phải nhớ cho thầy thêm một số cái cùng liên quan tới accident mình cần phải lưu ý, đó là gì đây? By accident, by chance, by
Mistake có nghĩa là gì đây ạ? À? Tình cờ. Tình cờ. By accident, by chance, by mistake. Next, closet, đó là tìm từ đồng nghĩa. Các bạn vô thầy đề phải đọc cho kỹ cho không dễ bị nhầm đấy. Closet, đồng nghĩa con. Opposite là trái nghĩa. Laura handled the vase with great care, fluffier breaking it. We have the phrase for fear of chewing, có nghĩa là sợ, vì sợ, vì sợ rằng gì đó. Handle có nghĩa là cầm, giữ. Cái chỗ này thì các bạn phải đoán nghĩa cũng được. Laura cầm cái bình với cái gì đây? Vì sợ vỡ. Vì sợ vỡ thì phải cầm như thế nào? Câu A là gì đây? Cầm cái bình với cái sự strength, là cái sức mạnh. To be comfort, sự thoải mái. Đây giống như từ nước xà vải comfort mà các bạn hay dùng, comfort, thoải mái. C, success, sự thành công. To be attention là sự chú ý, chú tâm. Thì ở đây ta phải care, tức là gì? À, cầm cái bình với cái sự cẩn thận, rất là cẩn thận, cho nên sẽ bằng với cái sự attention. Được chưa? Là phù hợp nhất. Laura cầm cái bình với rất là cẩn thận vì sợ làm vỡ nó. 20. It is considered wise to keep silent when one is angry because saying anything then may make matters worse. Bây giờ mình phải đoán này. Được xem là gì giữ im lặng khi một ai đó giận dữ? Bởi vì nói bất cứ thứ gì sau đó có thể làm cho cái vấn đề tồi tệ hơn. Khi ai đó im lặng khi ai đó giận dữ thì mình giữ im lặng, thì đây là một cái điều như thế nào? Một cái điều khôn ngoan, đúng không? Wise, khôn ngoan thì sẽ đồng nghĩa với gì đây? Be careless là bất cẩn, modest, khiêm tốn, generous, hào phóng, rộng lượng, sensible, hợp lý, khôn ngoan. Cho nên mình sẽ chọn câu A, ok. Được xem là khôn ngoan giữ im lặng khi một ai đó giận dữ, bởi vì nói bất cứ điều gì sau đó có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Đấy. À, mình có cái từ consider. Consider là sau này sẽ đi với chewing, có nghĩa là xem xét cái điều gì đó. Và mình có be considered thì sau đó thường đi với tính từ adjective hoặc là to be adjective, đó được xem. Đấy, được xem như thế nào đó. Next, opposite. Nếu mà đi thi các bạn gặp những cái từ mà mình chưa gặp bao giờ thì mình phải đoán nghĩa trong ngữ cảnh. Bởi vì cái phần này các bạn cũng không nên quá tham vọng mà mình phải biết những cái từ này trước. Thực ra bộ chỉ yêu cầu các bạn là đoán nghĩa trong tình huống thôi. Đấy. 21. When Josh was promoted to the position of marketing director, he had to shoulder more responsibilities. Thì các bạn thấy là gì đây? Mình đoán này. Khi mà Josh được thăng chức tới vị trí giám đốc tiếp thị
Anh ấy phải shoulder. Shoulder bình thường là cái vai của mình, là danh từ, nhưng mà động từ là gì? Anh ấy phải cái gì nhiều cái trách nhiệm hơn. Tức là khi mà đã làm được thăng chức lên tới giám đốc thì em thấy giám đốc phải quản lý làm nhiều thứ. Cho nên ông ấy phải như thế nào cái nhiệm vụ hơn? Câu A là nhận được nhiều nhiều nhiệm vụ hơn này. Nhưng mà cái câu này các em để ý này, mình phải đoán đúng không? Bởi vì đây là đúng nghĩa. Đó. Ông ấy phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Gánh vác thì sẽ đối lập với gì? Câu A là nhận, là không đúng rồi, nhận là đồng nghĩa. Câu B prevent, ngăn cản. Avoid, tránh. Carry, mang. So we choose C, avoid. Anh ấy phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Gánh vác sẽ đối lập với avoid. Twenty-two, the athlete bitter defeat in the match dealt a blow to his hopes of defending his title at the championship. Cái chỗ này ta đoán như thế nào đây à? Defeat là cái sự đánh bài bitter, cay đắng. Cái việc bị đánh bài cay đắng của vận động viên ở trong trận đấu đã chấm chấm chấm, blow là bình thường mình nghĩ là thổi đúng không, như thế nào đó cái hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch của cậu ấy. Bây giờ mình đoán này, thua cay đắng, bị đánh bài cay đắng rồi cái gì đó hy vọng bảo vệ danh hiệu chức vô địch, thì mình phải đoán cái cụm này có nghĩa là gì đây? Đã làm thổi bay cái hy vọng đúng không, đã làm thổi bay cái hy vọng, làm mất cái hy vọng bảo vệ danh hiệu, làm mất cái hy vọng, thì ta sẽ dùng đối lập với câu nào? Câu A là hủy hoại, hủy hoại là đồng nghĩa này. Raise tức là gây dựng, tạo nên, là đưa ra cái hy vọng. Câu C là thể hiện và D là làm yếu. Cho nên là các em có thể mình đoán được nó sẽ là câu B, raise. Đó là làm mất đi hy vọng thì sẽ bằng với đưa ra cái hy vọng. So we choose B. Ở trong này mình có cái cấu trúc là gì đây? Deal a blow to, deal a blow to. Chill up low to có nghĩa là khiến ai choáng váng, khiến ai choáng váng. Next, David is talking to Lucy with her painting, about her painting. Lucy đang David đang nói chuyện với gì đây? Lucy về cái bức tranh của cô ấy. What a beautiful painting. Bức tranh mới đẹp làm sao? Người ta đang khen đúng không? Khen thường khen mình phải dùng cái đáp án cảm ơn trong này để xem có phải cảm ơn không. Câu A không có gì. B nó nằm ở trên tường. C tôi vui bạn thích nó. D you're welcome, không có gì. Thì đáp án mà phù hợp nhất đó sẽ là gì đây? Người ta khen mà không có cảm ơn thì mình sẽ chọn cái câu này là phù hợp nhất. Tôi vui bạn thích nó. Peter and Dan are talking about environmental protection. David và Dan đang nói chuyện về cái việc bảo vệ môi trường. We should limit the use of plastic bags. Chúng ta nên hạn chế cái việc sử dụng túi ni lông. Người kia sẽ chọn là gì đây? Và họ còn nói là we can use paper bags instead. Chúng ta có thể sử dụng túi giấy để thay thế. Tức là người ta đồng ý đúng không ạ? Đồng ý thì mình sẽ chọn câu nào đúng. Câu A, I completely agree. Tôi hoàn toàn đồng ý. Câu B không đúng. C tôi khá là không đồng tình. D bạn sai rồi.
mình thấy sẽ dễ dàng chọn được câu ai. Tôi hoàn toàn đồng ý, chúng ta có thể sử dụng túi giấy thay thế. Next, ecotourism có nghĩa là cái việc gì đây? Tức là cái việc du lịch sinh thái. The primary aim, primary the same meaning as main. Primary ở đây có nghĩa là chủ yếu, cơ bản nó sẽ bằng cái từ main đấy. Cái mục tiêu chính, mục tiêu chủ yếu của du lịch sinh thái là để giáo dục du khách và đưa anh ấy hoặc cô ấy gần hơn với thiên nhiên. Những người tham gia được cho cơ hội đi thăm parts of the world, tức là những cái vùng của thế giới, parts of the world, vùng của thế giới. Và sau này mình có are là động từ, mình sẽ chọn cái gì đây? Đây từ quan hệ that, that hoặc là which, nhưng không có which thì mình dùng that. Những người tham gia thì được trao cho cơ hội đi thăm những cái vùng của thế giới mà không bị gì đây can thiệp bởi con người và tham gia vào cái công việc bảo tồn và những cái dự án môi trường khác. Thì ở đây mình có một số cái cùng là các bạn phải để ý, đó là untouched, untouched là không chạm hay là không bị can thiệp đó. Nó sẽ bị với untouched, untouched không bị can thiệp. Human intervention, intervention sự can thiệp. Engage in là tham gia. Next. Du khách hưởng lời bằng việc nhận được cái sự đánh giá cao về cái môi trường sống tự nhiên và gì đây? Và cái gì? Mình thấy ở đây là có intro, mình xem bốn phương án này. A, event, event có nghĩa là gì? À, sự đến hoặc là tới. Intent là dự định, ý định. Access là tiếp cận nó sẽ đi với to. Insight, insight đi với into có nghĩa là sự hiểu biết sâu rộng, hiểu biết sâu rộng này. Mình chọn cái gì đây? Which one? Into sau we choose G. Và hiểu biết gì đây? Hiểu biết sâu sắc về cái tác động của con người với môi trường, human beings là con người. Những cộng đồng địa phương nhận được tiền financially, thuộc về tài chính, nhận được tiền đó. Mà gì đây? Bằng những cách khác nhau. Thì ta thấy đây là ways, là danh từ số nhiều đúng không ạ? Danh từ số nhiều thì ở trước này mình phải dùng cái từ gì đây? Another, another, another là là các em thấy là gì đây? Another tức là một cái khác, là sau đó phải danh từ số ít. Every là mỗi, one cũng sau đó đi danh từ số ít. Vậy chỉ có other, other đi danh từ số nhiều. So we choose A. Bằng những cách khác nhau. Bởi vì không không chỉ những cái di tích mà còn những cái tòa nhà khác nữa, như là những cây cầu hoặc là cối xay gió, cũng như là những cây cầu và những cái cối xay gió thì được gì đây? Restore đó được làm gì đây à? Đó là được duy trì bảo trì đó để mà thu hút nhiều du khách hơn. Ở trên này là các em đang thấy, mình đọc là mình thấy những cái thuận lợi của du lịch sinh thái.
Và dưới này người ta lại chuyển tới các bạn thấy cái từ disadvantages, đó là bất lợi. Thì mình phải chọn là từ đối lập ở đây. Thì đối lập ở đây mình nhìn vào là mình sẽ thấy A and C, right? Còn B therefore là vì vậy, vì thế, moreover là hơn thế nữa, là không chọn được rồi. Mà although đứng ở đầu câu thì thông thường sau nó không đi đi, dấu phẩy ngay sau nó. Cho nên mình sẽ chọn however. Tuy nhiên ở đó cũng có những cái bất lợi về cái loại hình du lịch này. Ở đó có những cái trường hợp mà du lịch được cho phép phát triển không có kiểm soát hoặc hạn chế. Do đó gì đây? As a result, do đó và kết quả là do đó ở đây ta sẽ chọn gì? Primary này ta nói ở trên đó, tức là bằng cái từ main là chính này, chủ yếu, cơ bản. Peculiar, peculiar nó sẽ bằng với từ strange. Strange. Peculiar, to be á, nó sẽ bằng với strange. Strange or unfamiliar. Unfamiliar, đó là lạ kỳ, lạ lùng. Peculiar nó còn đi với to nữa. Indigenous, indigenous. Indigenous có nghĩa là thuộc về bản xứ. Mình có cái cụm là gì đây? Indigenous cultures có nghĩa là văn hóa bản xứ. Exotic, exotic có nghĩa là khác lạ hoặc là ngoài lai đấy, ngoài lai. Và kết quả là cái những cái văn hóa bản xứ đã bị tác động hoặc thậm chí bị đe dọa bởi cái phong cách sống nước ngoài. Nhiều người ngày nay đồng ý rằng cái sự tiếp cận của chúng ta đối với cái sự phát triển du lịch sinh thái thì phải được xem xét lại. Quan trọng là cái loại hình du lịch này phải thân thiện với môi trường, xã hội và văn hóa. Thì ở đây cũng có một cái cấu trúc rất là hay các em cần phải nhớ là đây. Đó. Mình thấy một điều kỳ lạ là sau that là thường đi ở mệnh đề, nhưng mà từ ở đây động từ mình để chia là be. Tức là các bạn phải nhớ ở đây là cái công thức giả định dùng để nhấn mạnh. Tức là công thức gì đây ạ? It be tính từ ở đây thì ngoài essential mình cũng có là important. Important or vital and crucial, vân vân. Tức là it be tính từ that, và sau đó thì chắc hẳn phải đi một mệnh đề là subject plus should plus be infinitive, động từ nguyên mẫu. Các bạn thấy ghi tắt là đây không ở đây, ok. Súc ở đây là lưu ý là mình có thể bỏ đi. Đấy. Thì để nhớ cái này là các em cứ nhớ cái công thức này này. It chấm 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 rồi tính từ rồi tác thì sau này thường là đi với chủ ngữ với động từ nguyên mẫu. Đó. Thì tại sao có nguyên mẫu thì các em tưởng tượng như trước nó có từ súc vậy, và từ súc bị lược ra thì động từ sau súc thì luôn là đây không rồi đó. Có nghĩa là quan trọng, quan trọng là làm gì đó, vân vân. Tiếp theo là tới bài đọc. Thông thường các bạn đi thi mà thấy cái bài đọc 5 câu thì mình nên làm đầu tiên nhé. Bởi vì bài đọc 5 câu thường là cái bài đọc
nó chưa khó lắm. Rồi ở đây ta nhìn nào. Which best serves as the title for the passage? Tức là cái nào ở đây là cái chủ đề phù hợp nhất của bài nào? Đấy, thường mà có câu này mà các em chưa làm được thì mình cứ để đó rồi mình làm cái câu tiếp theo này. The phrase go mad in paragraph 1 is what it in meaning to. Cái cùng là go mad. Trong đoạn 1 đồng nghĩa gì? Bình thường mình thấy từ mad thì chắc hẳn các bạn sẽ biết là từ này là điên rồi đúng không? Người Việt mình có hay nói mát mát này nọ, đây thì mình có thể đoán nó cũng là cái dạng như thế này đó. Xem từ trong này xem nó là gì đây, ta phải đọc trong này này. Rồi ta xem, có thể là mình đọc ở đầu trở đi cũng được. Bố mẹ than phiền rằng thật khó để sống với thanh thiếu niên, teenagers là thanh thiếu niên là tuổi 13 tới 19, có từ teen đó. 13 tới 19. Và nói thân mật là người ta hay dùng từ, ký tắt là người ta chỉ dùng từ teens. Đây, nếu số nhiều thì mình phải teens. Là tuổi 13 tới 19 đó. Sau đó thì đây, thanh thiếu niên cũng chính xác nói những điều như vậy về bố mẹ chúng đó. Tức là bố mẹ thì nói khó sống với những đứa con mà tuổi thanh thiếu niên, và những đứa con cũng nói như vậy. Theo cái khảo sát gần đây, những cái tranh cãi phổ biến nhất giữa bố mẹ và thanh thiếu niên là những cái mà liên quan tới cái sự không gọn gàng và làm việc nhà đó. Một mặt bố mẹ go mad về những cái căn phòng không gọn gàng, đồ đạc rơi trên nền nhà, và cái việc những đứa con từ chối giúp làm việc nhà. Thì em thấy là phòng không gọn gàng rồi đồ đó xuống nền nhà không giúp làm việc nhà, thì bố mẹ nào mà chẳng go mad, chẳng trở nên điên lên đúng không, trở nên angry right, giận dữ. Còn câu A là trở nên chán, câu B buồn, cảm thấy buồn, C tức là bình tĩnh, remain là duy trì đó, vẫn là bình tĩnh điềm đạm. Sau 31 we choose C. Rồi đây mình thấy câu 34 này mình cũng làm trước này. They ở trong đoạn 3 thể hiện cái gì, thì mình thấy they là cái đại từ nhân xưng, nó thay thế cho cái danh từ mà gần nó nhất ở trước nó. Mà they là số nhiều, mình phải tìm cái danh từ số nhiều trước nó này. Ở đây thông thường những cái từ này là người ta in đậm sẵn cho mình, rất là thích đúng không ạ? Mình thấy trước nó có s, đây là số nhiều, là một cái teams và parents. Rồi bây giờ mình phải chặn đọc để mình soi thử là cái nào. Parents should talk to their teens, but at the same time, they should listen to what their children have to say. Bố mẹ nên nói chuyện với thanh thiếu niên, nhưng đồng thời họ nên lắng nghe những gì mà con họ phải nói, con họ muốn nói. Thì mình thấy là gì đây? Đồng thời họ nên lắng nghe những gì con nói, thì ở đây chắc chắn phải là parents đúng không? Parents. Rồi bây giờ mình lại đi làm những câu khác. 32, which is not mentioned in paragraph 1, as a cause arguments between teenagers and parents. Cái nào không được đề cập trong đoạn 1 như là cái nguyên nhân tranh cãi giữa thanh thiếu niên và bố mẹ đây? Ở đoạn 1 để ta đọc được, còn câu cuối mình đọc câu cuối rồi mình kết luận này. Mặt khác, on the other hand, mặt khác mình nhớ này, on one hand là một mặt, on the other hand là trái lại hoặc mặt khác. Mặt khác, thanh thiếu niên mất cái sự bình tĩnh liên tục khi mà bố mẹ tell them off. Mình có cái cấu trúc là tell somebody off, tell somebody off có nghĩa là la mắng. La mắng ai đó? Khi mà bố mẹ
La mắng chúng làm rớt khăn mặt này ở trong nhà tắm này, không có dọn dẹp nhà, không có dọn dẹp phòng ốc, hoặc là gì đây, từ chối tức là không có đi mua sắm ở siêu thị. Rồi ta xem cái nào không đề cập nha, là không có trong bài đó. Câu A, thanh thiếu niên làm rớt đồ trên nền nhà, có đúng không ạ? B, thanh thiếu niên đi mua sắm nhiều, đây trong bài không hề cập tới cái việc đi mua sắm nhiều là cho nên ta không cho. Cho nên cái này là không đề cập trong bài đoạn 1 đấy nè. C, thanh thiếu niên không làm việc nhà là có. D, thanh thiếu niên không có dòng phòng của chúng, có đề cập. According to the paragraph 2, theo đoạn 2, phụ huynh có cái cơ hội tốt hơn để thay đổi cư xử của con bằng cách gì? Theo đoạn 2 thì mình phải đọc ở đoạn 2. Đây, thông tin các bạn sau khi đọc kỹ đoạn 2 các bạn sẽ thấy nó nằm ở đâu ạ? Ở đây này. Tức là gì đây ạ? À? Trái lại, những người mà để cho thanh thiếu niên trải nghiệm những cái consequences, tức là những cái kết quả, hậu quả của cái hành động của chúng thì thành công hơn. Ta để hiểu rõ hơn các bạn này, đọc tiếp này. For instance sẽ đồng nghĩa với for example ở trên này. Đó, for instance là một cách nói khác của for example. Ví dụ như khi mà thanh thiếu niên không giúp bố mẹ của chúng với cái việc mua sắm thì không tìm thấy cái thức ăn yêu thích ở trong tủ lạnh, chúng bắt buộc phải xem xét cái lại cái hành động của chúng, đúng không ạ? Tức là để chúng trải nghiệm cái hành động của chúng chây lười, đúng không, nhầy nhùa không đi mua sắm giúp bố mẹ thì chúng sẽ không có cái đồ ăn yêu thích, thì chúng phải xem lại, à mình cần phải đi mua sắm giúp bố mẹ. Cho nên mình xem thử chọn câu nào đây. Câu A, la chúng bất cứ khi nào chúng làm cái gì đó sai. No, it's not correct. B, nấu cho chúng món ăn yêu thích. No. C, doing the household chores for them. Làm việc nhà cho chúng. No. G, letting them experience the bad results of their actions. Tức là để chúng trải nghiệm cái kết quả tồi tệ, kết quả xấu, kết quả tồi tệ từ cái hành động của chúng. Đó là gì? Cái từ bad results này là nó sẽ giống như là gì đây? Giống như là gì đây, cái consequences đấy, ở cái chỗ này của chúng đó. So we choose G. Bây giờ mình lại quay lại làm cái câu chủ đề này. Cái nào sau đây là chủ đề ta thấy ở trong bài này sẽ nữa nào? Bạn nào mà đọc xong là các bạn sẽ thấy ngay là câu đi là không đúng đó. Bởi vì phụ huynh giận dữ chỉ là một ý tiểu tiết chứ không phải là ý chính của cả bài. Câu C, những lời khuyên của phụ huynh. No. B, nội quy gia đình. Nội quy gia đình là ví dụ nếu mà nói về nội quy là trong bài này sẽ nói là con cái phải thế này, phụ huynh phải thế kia, vân vân. Cho nên nó cũng không phải. Ở đây chính là teen issues, tức là những cái vấn đề về tuổi teen, thanh thiếu niên đó. Bởi vì mở đầu đoạn là các em đã thấy gì đây, bố mẹ than rằng khó để sống với những đứa con thanh thiếu niên, rồi những đứa con cũng nói như vậy, rồi sau đó nói về cái sự không gọn gàng của con, rồi không đi mua sắm vân vân đó. Thì những cái bài này đang liên quan tới những cái vấn đề của tuổi teen. Sau A is the best answer. Thirty five, title. Câu này ta nên làm sao? 36. The word them in paragraph one refers to. Từ them tương tự như vậy, nó là tân ngữ, ta phải tìm cái danh từ số nhiều ở trước nó. Rồi ta đi soi nào. Them, prospective, mình có cái từ prospective. Nó đồng nghĩa với từ potential, tiềm năng. Tiềm năng tức là gì đây nhỉ? Rồi bây giờ ta xem nào, trước them mình thấy có danh từ số nhiều đây đó,
là cái cụm, cả cái cụm này luôn này. Đấy, cho nên số nên mình sẽ dễ dàng mình chọn được là câu ấy. Ok. Ở đây có nghĩa là gì đây? Những cái sinh viên khoa học trái đất, cái từ Earth này cũng giống như là địa chất đây đó, cũng đồng nghĩa với từ địa chất đó. Những cái sinh viên về khoa học trái đất tiềm năng, prospective là tiềm năng hoặc là tương lai đó, ý là những cái người mà có khả năng sẽ học cái trường này. Những cái sinh viên khoa học trái đất tiềm năng có thể được hỏi một viên đá mà được đưa cho chúng trông như thế nào. So 36, we choose A. 38, the word reciting in paragraph 3 most probably means. Thì mình thấy cái từ reciting là các bạn cũng nhớ là mình đã học ở trong chương trình là mình có biết của lớp mấy không các bạn? Của lớp mấy đây? Lớp 11 đúng không ạ? Unit 6, competitions. Trong cái bài 6 cuộc những cuộc thi của lớp 11 thì mình thấy trong bài nó có cái cụm là recite the poem, tức là kể lại bài thơ đúng không, thuật lại bài thơ, ngâm thơ đấy. Recite có nghĩa là thuật lại, kể lại, right? So reciting ở đây sẽ bằng với repeating, tức là kể lại, thuật lại. Đó, nếu không thì các bạn đọc trong bài mình đoán cũng được này. Nó sẽ nằm ở đây. Dù cái nền tảng giáo dục là gì hoặc những cơ hội nào mà bạn có, cuộc phỏng vấn nên là cơ hội gì đây để thể hiện cái niềm yêu thích của em và cái khả năng về cái chủ đề em được chọn. Bởi vì gì đây? Chúng không chỉ là cái việc mà em kể lại những gì em đã biết, hiểu không? Không phải là những cái việc em thuật lại, kể lại những gì đã biết. Rồi, reassessing là đánh giá, releasing là thả ra hoặc là thải vậy đó. Revising là ôn lại, coi lại. So, 38, we use 8. 40, clear trong đoạn 5 đồng nghĩa là gì? Bình thường mình thấy clear là xóa, clear là làm sạch sẽ vậy đó. Bây giờ ta phải coi trong bài nè. Ứng cử viên mà cái gì đó thành công, clear thành công cái hurdle đầu tiên như này, trong đơn viết sẽ được đi phỏng vấn, thì ta phải clear đây. Clear đây có thể đồng nghĩa là gì đây? Người ta đặt bốn cái này vô để xem cái nào phù hợp nhất. Vượt qua khó khăn đầu tiên, vượt qua thử thách đầu tiên, đối mặt thử thách đầu tiên, đưa thử thách đầu tiên, hay là bỏ qua thử thách đầu tiên, mình sẽ chọn câu A, pass. Ok, pass có nghĩa là những ứng cử viên mà vượt qua thành công cái thử thách đầu tiên ở trong cái đơn viết đó, sẽ được mời đi phỏng vấn. Và các bạn có nhớ là cái từ clear này mình cũng đã học ở đâu không ạ? Clear. Ở trong Unit 13, the 22nd SEA Games. Bài 13 của lớp 12 à. Tức là mình thấy ở trong cái bài nghe, ở trong the first newspaper article nó có cái cùng này. Nobody else could clear the board. Không ai cả, không ai có thể gì đây. Clear the board có nghĩa là nhảy qua cái xà hết, được chưa? Đấy, cho nên bộ năm nay cũng đã ra rất là sát với chương trình học của chúng ta rồi, cho nên các bạn hãy học cho kỹ những cái chương trình, những cái tài liệu trong sách giáo khoa trước. Rồi, bây giờ ta lại đi làm những cái câu còn lại, cứ từ từ mà làm, không vội vàng gì cả. Why has Oxford University published its sample interview questions and related advice? Tại sao Đại học Oxford đã công bố gì đây? Những cái câu hỏi phỏng vấn mẫu và những lời khuyên liên quan. Thì ở đây ta thấy là cái từ công bố này, Đại học Oxford này, câu hỏi phỏng vấn rồi lời khuyên, được chưa?
Rồi cho ta xem nào, nó nằm ở đâu, thông tin ở đâu. Ok, the second paragraph. Rồi ta xem nào. Trong nỗ lực làm cho cái tiến trình phỏng vấn trở nên minh bạch hơn, rõ ràng hơn, prestigious, danh tiếng, cái trường đại học danh tiếng đã đưa ra những cái lời khuyên về cách trả lời những câu hỏi mẫu. Chỉ gì đây? Vài ngày sau khi cái hàn job nộp đơn đó. Cho nên người ta làm cho cái tiến trình trở nên rõ ràng hơn, đúng không? Để ta xem nào. Làm cho tiến trình trở nên rõ ràng hơn, tức là ở đây mình sẽ chọn phương án đó là câu D. Để làm cho những cái gì đây? Những cái người nộp đơn tiềm năng, những cái người nộp đơn tiềm năng làm quen được với cái tiến trình phỏng vấn. Đấy, để cho người ta không bị bỡ ngỡ. Còn câu A là gì? Để chuẩn bị cho học sinh những câu hỏi là trong phỏng vấn việc, thì trong này không phải là phỏng vấn việc mà phỏng vấn để vào học, hiểu không? Ở một cái trường đại học, cho nên là mình không chọn câu A. Câu B, để kiểm tra cái phản ứng của công chúng về cái tiến trình phỏng vấn tiểu thuyết nào. C, làm giảm cái sự bối rối trong số gì đây, những cái sinh viên hiện tại, đây không phải là sinh viên hiện tại mà là những cái sinh viên chưa học ở trường này để phỏng vấn. Ok, so B is the next answer. 39, theo gì đây, Laura Turnbridge, câu hỏi về cái cách mà ứng cử viên nghe nhạc có khuynh hướng là gì, có khuynh hướng là gì. Bây giờ mình thấy tên riêng này, mình sẽ dò lên trên, cũng như là có listening, nghe nhạc. Ok, mình sẽ dò lên trên. Rồi mình sẽ thấy dễ dàng là ở đây. Ok, mình thấy từ tên riêng này. Ok, rồi listen. Đấy, rồi mình đọc vào đây xem này. Rồi, Laura Tunbridge đến từ trường chấm chấm chấm. Vậy đây, giải thích rằng tại sao ứng cử viên âm nhạc có thể được hỏi để giải thích những cách khác nhau chúng nghe nhạc. Câu hỏi cho phép học sinh sử dụng những cái trải nghiệm âm nhạc riêng của chúng như là một cái điểm khởi đầu cho cái cuộc thảo luận gì đây, abstract nó trừu tượng hơn hoặc là broader nó rộng hơn. Tức là ý sử dụng cái kiến thức âm nhạc nó sẵn có để gì đây, để thảo luận những cái vấn đề sâu hơn và rộng hơn đó, về những cách khác mà người ta sử dụng âm nhạc. Rồi bây giờ ta xem ở dưới này nè, có khuynh hướng để làm gì. Câu A tức là đánh giá cái khả năng của ứng cử viên phản ứng với những cái tình huống không quen này. Câu B, set the context, tức là đưa ra cái gì đây, giống như là đưa ra cái bối cảnh gì đây, đưa ra cái tình huống cho những cái cuộc thảo luận trừu tượng hơn về những cái chủ đề liên quan về âm nhạc. Đây, cái này là đúng đó. Còn câu C, khuyến khích ứng cử viên nói về những cái sự yêu thích cá nhân nào. D, để đo cái sự hiểu biết, đánh giá cái sự hiểu biết về cách công nghệ mà tác động tới sự lựa chọn giải trí nào. Đây, ở trên này ta thấy rõ ràng rồi đó, người ta cho ra đây. Đó. Abstract discussion. Which of the following is true according to the passage? Cái nào thì đúng giờ theo bài đọc ở đây ta thấy là gì đây?
Ông Khan đúng không? Mình thấy ông Khan ở đây có ông Khan hơi bị nhiều, Dr. Khan, tiến sĩ Khan đi, mình phải đọc nào. Tiến sĩ Khan là câu cuối nên mình cũng đọc câu cuối để xem, để lấy ý kiến thực làm câu này, lại mình làm mình dịch rồi này nha. Chúng ta biết rằng ở đó vẫn có nhiều cái sự hiểu nhầm về phỏng vấn Oxford. Vì vậy, chúng tôi đưa ra nhiều thông tin có thể ở đó để cho phép học sinh nhìn thấy được cái thực tế của tiến trình. Bây giờ ta xem nào. Câu A, tiến sĩ Khan khuyên ứng cử viên tập trung gì đây? Focus on, nhớ này. Tập trung về cái thể hiện kiến thức tổng quát về phỏng vấn hả? No. B, Đại học Oxford lên kế hoạch sử dụng cùng bộ câu hỏi cho tất cả ứng cử viên. No. Khi nào các em thấy cái từ all rồi only là mình phải cẩn thận. C, Đại học Oxford only này chỉ đưa ra những câu hỏi phỏng vấn mẫu cho gì đây? Sinh viên khoa học trái đất và âm nhạc. No. Câu D, tiến sĩ Khan hiểu được cái gì đây? Cái việc tham gia phỏng vấn Đại học Oxford có thể tác động tới những cái ứng cử viên tiềm năng, những ứng cử viên tương lai. Câu này là câu đúng này. Được chưa? Bởi vì ta thấy ở trong này còn có một cái ý như thế này nè các bạn ạ. Ở đây này. Ok. The second paragraph. Tiến sĩ Khan gì đây? Giám đốc tuyển sinh đấy nói rằng gì đây? Những cuộc phỏng vấn sẽ hoàn toàn là cái trải nghiệm mới đối với hầu hết học sinh. Và chúng ta biết rằng những cái người nộp đơn, nhiều người nộp đơn tiềm năng gì đây, những ứng cử viên tiềm năng lo lắng về ở một cái nơi xa lạ và được hỏi bởi những người mà họ chưa gặp. Đấy. Tức là cái ông Khan ông hiểu được cái gì? Ông hiểu được là cái việc tham gia của phỏng vấn Oxford thì nó có thể tác động tới ứng cử viên tiềm năng, tức là làm cho họ gì đây ở một cái nơi xa là đấy, họ được hỏi những cái câu không quen, những cái ở cái nơi không quen và được hỏi những cái câu bởi những cái người mà họ chưa gặp đấy, làm cho chúng quên. Ok, rồi mình cứ từ từ mà làm, không có phải vội vàng gì hết. Next. 42. Which question is a history candidate least likely to be asked in the Oxford interview? Cái câu hỏi nào mà ứng cử viên lịch sử gì đây? Least, tức là ít, hiểu không? Ít được hỏi ở trong phỏng vấn gì ạ? Cái từ list ở đây là em phải hiểu là nó từ từ này, little là ít, thì so sánh hơn của nó là less, so sánh nhất là least, thấy không? The least. Đấy. Rồi thì ở trong này là các bạn phải lanh, thầy thấy câu không, câu này rất là hay này, nó suy luận. Ví dụ mình phải để ý ở trong này này, khi đọc xong đó là thầy để ý. Ví dụ ở đây này, sinh viên thì đây, những cái sinh viên địa chất tiềm năng, tức là những cái học sinh địa chất tiềm năng gì đó có thể được hỏi cái viên đá mà được đưa cho chúng thì trông như thế nào. Đồng thời ứng cử viên hóa học được yêu cầu để tính toán có bao nhiêu phân tử có thể được tạo ra từ 6 nguyên tử carbon và 12 nguyên tử hydro. Tức là em thấy gì đây? Sinh viên địa chất, sinh viên khoa học trái đất thì được hỏi về đá, tức là cũng liên quan đúng không? Chủ đề liên quan. Còn sinh viên hóa thì được hỏi cũng cái vấn đề liên quan về hóa. Thì suy ra ở đây là gì? Sinh viên lịch sử chắc chắn cũng sẽ được hỏi cái câu hỏi liên quan về lịch sử. Câu A, how can one define a revolution? Revolution là cuộc cách mạng. Bằng cách nào mà người ta định nghĩa một cuộc cách mạng thì cũng có thể được đúng không? Cũng có thể được hỏi đó. D, những gì mà một nhà lịch sử như đây sẽ thấy thú vị
về cái nơi mà bạn sống, ở đây có liên quan tới nhà lịch sử thì cũng có thể được gọi, right? C, nêu tên những ngôi sao nhạc pop, những cái thần tượng nhạc pop mà em thích gặp, em muốn gặp nhất đấy. Giải thích lý do, giải thích cái sự lựa chọn thì cái câu này này, câu này có thể là ít được hỏi bởi vì sao? Tuy nhiên người ta chuyên lịch sử lại đi hỏi về nhạc, đúng không? Âm nhạc cho nên nó không liên quan cho lắm. Câu đi, cái kiểu người nào trước đây hoặc là người nào trước đây thì đây mà em muốn phỏng vấn, tại sao đấy, tên người nào trước đây muốn phỏng vấn thì in the past đó là cũng có thể liên quan tới quá khứ, liên quan tới lịch sử nên câu này có thể được hỏi. Cho nên phương án đúng của câu này sẽ là câu C, được chưa? 42 C, 41 G, 40 A, 39 B, 38 A, 37 B, 36 A. Rồi bây giờ mình lại quay lại làm câu cuối cùng 35. Cái nào sau đây là chủ đề chính của cái bài báo này là article. Article này cũng có nghĩa là cái điều khoản ở trong một cái luật này, hoặc là bài báo, article bài báo, hoặc là mào từ, đúng không? Another. Cái nào là chủ đề phù hợp nhất của bài báo đây? Câu A, đại học Oxford. Lower là làm thấp, standards là tiêu chuẩn này, tức là hạ thấp những cái tiêu chuẩn trong thời đại đổi mới, hạ thấp tiêu chuẩn trong này mình chẳng thấy cái hạ thấp cái gì, không thấy, không phải là chủ đề. Câu B, scheme là dự án hoặc là cái kế hoạch đó. Lịch sử về cái kế hoạch phỏng vấn của Oxford nào? C, những câu hỏi phỏng vấn ở đại học Oxford. Bạn sẽ đầu kỳ thi không? Bạn có đầu kỳ thi không? D, gì đây, những cái hướng dẫn của Oxford để thành công trong phỏng vấn việc. Nghe thì có vẻ như là câu này nhưng mà các bạn phải để ý cái câu này nó có từ hai sai từ chọn, nó không phải là hướng dẫn phỏng vấn việc mà đây đang phỏng vấn để sau này trở thành sinh viên học ở đại học Oxford đây mà, cho nên câu này là phải để ý chứ không là bị nhầm đó. Cho nên loại hết rồi, vậy mình chỉ còn câu C thôi, được chưa? Tức là trong bài này em thấy là gì, những cái câu hỏi phỏng vấn của đại học Oxford người ta đưa ra để làm gì? Người ta đưa ra cái câu hỏi phỏng vấn để cho những cái ứng cử viên tiềm năng, hiểu không? Những ứng cử viên tương lai quen quen với cái tiến trình phỏng vấn của họ, được chưa? Đó, cho nên câu C mới là đáp án đúng đấy. Cho nên cái bài này là các em phải đọc cho thật là cẩn thận, những câu nào dễ thì phải làm trước, câu khó làm sau, không có vội vàng gì cả. Next. 43. Math. Ở đây em thấy gì đây? Môn toán là tuy có S nhưng nó là một môn học, cho nên là sai câu A trở thành was. Okay. Next. Các bạn thấy tiếp là gì? Daisy một người enjoy thêm S là đúng rồi này. Sao enjoy V anh bên này V anh mà sau này lại chu V không là không đúng rồi, sau ta chuyển thành gì? Hanging. Daisy thích mua sắm, chơi thể thao hoặc là đi dạo hoặc là đi chơi với bạn vào thời gian rảnh của cô ấy. So, C is the best answer. Đây là cấu trúc song song, parallel, ok. Tức là nối vào bằng and, trước nó V anh, V anh thì sau nó cũng V anh, ok. 45. It was inconsiderable of him not to call home and let his parents know he wouldn't come back until the next day. Ở đây ta thấy là gì à? It was là quá khứ, thì ở đằng sau này người ta chia quá khứ này wouldn't cũng có thể chấp nhận, until the next day cũng chưa thấy sai. It be tính từ of somebody not to do cũng không có gì sai cả, đúng không? Nhưng mà ở đây nó sai về cái ý nghĩa các bạn ạ. Bởi vì ta thấy cái từ a inconsiderable nó có nghĩa là không đáng kể, không đáng kể. Nhưng mà đây nó đặt vô thì mình dịch cái nghĩa nó rất là
Cho nên cái chỗ này các bạn phải chuyển thành in gì? In gì mới đúng đây ạ? In considerate, có nghĩa là inconsiderate, có nghĩa là vô tâm ấy, sơ suất. Và bạn nào mà ấy thì mình thuộc cái cấu trúc này luôn này. It was inconsiderate of somebody not to do something. Có nghĩa là sơ suất hoặc là vô tâm. Câu ấy gì đây? Thật vô tâm. Không gì đó đúng không? Câu ấy thật vô tâm. Không gọi điện về nhà và để cho bố mẹ cậu ấy biết rằng cậu ấy sẽ không về nhà cho đến ngày tới. Vô tâm sâu sắc không làm gì đó. Ở đây các mình có thể not hoặc không tùy câu. Rồi tiếp theo nào. 46. Đối với cái dạng này là các bạn phải đọc kỹ cái câu gốc này. Châu thì chăm chỉ hơn anh trai của mình, anh trai hoặc em trai vậy đó. Châu thì chăm chỉ hơn anh trai của mình. Cứ đọc kỹ. Châu thì chăm chỉ hơn anh trai. Ý là Châu thì chăm còn anh trai thì lười đó. Để ta xem nào. Câu ấy Châu thì không chăm chỉ như anh trai. Suy ra là anh trai chăm hơn. No, it's not correct. B. Anh trai của Châu không chăm chỉ như anh ấy. Được, câu này đúng. Anh trai Châu không chăm chỉ như Châu, suy ra Châu thì chăm chỉ hơn. B. Châu thì ít chăm chỉ hơn anh trai của mình. No. C. Anh trai của Châu thì chăm chỉ hơn anh ấy. No. 47. You'd better stay at home during this time. He said to him. Cái câu này cũng rất là hay bởi vì nó phù hợp với thời gian hiện tại của mình là đang dịch COVID-19. Anh ấy nói với Lan là gì đây? Bạn nên ở nhà trong suốt cái thời gian này. Rồi mình có cái cùng là the better, đó là ghi tắt của hết. Better nó sẽ đồng nghĩa với should hoặc là gì? Should ought to. Ought to là kiếm khuyết nhi duy nhất mà có to á. Auto, và nó sẽ đồng nghĩa với advise someone to do something, khuyên ai làm gì đó. Nhớ là sao had better là đều là đi với không này. Had better to, should to và ought to. Nhớ là ought to là động từ khiếm khuyết duy nhất mà có to đó. Rồi cho nên mình sẽ dễ dàng chọn ngay câu C. Ok. Anh ấy khuyên Lan ở nhà trong suốt thời gian này. Ta thấy cái câu gốc của mình đó là gì đây? Câu gốc của mình là người ta dùng this thì sang gián tiếp mà người ta lùi thành that. Ok. Và mình có những cái cụm từ khác các em cũng phải nhớ này. Order someone to do something là ra lệnh cho ai làm gì đó. Gone cái từ này phiên âm là o hai chấm ở đây nên mình gọi là gone và là gone. Mình có hai cấu trúc của nó là gone somebody thì đây có thể là có not to do something, not to do something và nó sẽ tương đương với là gone somebody against doing.
có nghĩa là cảnh báo ai, cảnh báo ai không làm gì đó. Anh ấy cảnh báo Lan không ở nhà. No, it's not correct. Thank somebody for doing. Câu này thì các bạn quen rồi. Đó, cảm ơn ai đó. You are not allowed to take photos in the museum. Bạn không được cho phép chụp hình ở bảo tàng. Để ta xem nào. Không được cho phép. Mình cứ đọc kỹ câu gốc đi rồi mình soi được câu 1. Câu A, bạn có thể chụp hình. No. C, B, bạn nên chụp hình ở bảo tàng. No. C, bạn không được chụp hình ở bảo tàng. Ok, không được chụp hình, không được cho phép, có nghĩa là bạn mustn't, không được chụp hình. Cô đi, bạn không cần chụp hình. No. 49, the film is not perfect, its abrupt ending spoils it. Abrupt có nghĩa là đột ngột, nó là tính từ đột ngột ở trong cái bài núi lửa gì của lớp 9 chương trình cũ đó. Bộ phim thì không hoàn hảo, kết thúc bất ngờ của nó làm hỏng bộ phim. Bộ phim không hoàn hảo, kết thúc bất ngờ, kết thúc đột ngột làm hỏng bộ phim. Bên mình cứ từ từ mình làm được câu 1 này. Bộ phim sẽ hoàn hảo nếu nó kết thúc bất ngờ. Nếu nó không kết thúc bất ngờ chứ. Cho nên câu này không đúng. Câu B, ta thấy từ provided nhìn có vẻ là nhiều bạn cứ nghĩ đây là từ cung cấp, nhưng nó không phải là cung cấp mà nó đang dùng với nghĩa là bằng với if. Provided or providing that. Và sau that thì từ that ta có thể có hoặc không nhé. Và sau nó đi với clause sẽ tương đương với từ if, nó dùng như if vậy đó. Hoặc là as long as, so long as. Ok. Nếu bộ phim kết thúc bất ngờ, nó sẽ không hoàn hảo. Có được không ạ? Cái câu này là nó bị cái vấn đề này này. Khi mình chuyển sang câu điều kiện loại 2 là các bạn phải hiểu là nó trái với hiện tại, đúng không? Hiện tại là bộ phim không hoàn hảo thì mình sẽ nói là nó sẽ hoàn hảo, cho nên là dùng cái này là cái sai rồi. Câu C, unless là bằng if not. Nếu bộ phim kết thúc, nếu bộ phim không kết thúc đột ngột, không kết thúc bất ngờ, nó sẽ không hoàn hảo. No. Với lại câu gốc ở hiện tại đơn ở đây này is, thì ở dưới này ta phải dùng điều kiện 2, chứ không thể nào dùng điều kiện 1 được. G, but for its abrupt ending, the film would be perfect. Nếu mà không có kết thúc bất ngờ, bộ phim sẽ hoàn hảo. Rồi, câu này chuẩn. Đấy, vừa đúng là phép này thôi. Câu điều kiện, đây là điều kiện loại 2, đặc biệt đúng không? Mình có but for. But for or without. Without. Sau này thường leaving now và now phrase. Ok. Now on our face. Có nghĩa là nếu mà không có. Đấy. Nếu mà không có cái kết thúc đột ngột thì bộ phim sẽ hoàn hảo. Rồi câu cuối này. Auger handed in. Mình có từ hand in là nộp. Nộp hoặc là giao cái gì đó. Og nộp bài thi giấy. Sau đó cô ấy nhận ra rằng cô ấy bỏ sót mất một câu. Then này, để cái từ then này. Tức là cái Og nộp bài thi rồi sau đó mới nhận ra là bỏ lỡ một câu nha. Bây giờ mình soi một câu. Câu A, sau khi nhận ra rằng cô ấy bỏ lỡ một câu, Og nộp bài. No, chẳng có ai dài mà lại phát hiện bỏ shop rồi mà lại nộp bài. No, it's not correct. B, mãi cho đến khi Og nộp bài thi thì cô ấy nhận ra rằng cô ấy bỏ shop, là câu hỏi câu này đúng này.
Đó. Câu này là có cái cấu trúc đảo ngữ của until này. Đúng không? Mình có not until. Bởi vì có not cho nên mình phải đảo ngữ nha. Not until ở đây sau này sẽ đi với clause. Sau này mình sẽ đi với auxiliary verb cho động từ. Rồi sau này sẽ đi với chủ ngữ và có thể là động từ nguyên mẫu gì đó. Mãi cho đến khi thì. Rồi khi con not until thì mình đảo là đảo cái mệnh đề đằng sau đó, các bạn lưu ý này. Còn câu C. Nói chung mình chưa dịch nhưng mình nhìn thấy đây là đã thấy sai rồi này. Head chủ ngữ V3 là điều kiện loại 3 đảo ngữ. Thì bên này phải là what hat V3 chứ đúng không? D. Chỉ sau khi OG nhận ra rằng cô ấy bỏ sót một câu hỏi thì cô ấy nộp bài. No. So the best answer is B. Ok, vậy là chúng ta đã sửa được xong 50 câu ở trong đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì thầy hy vọng là trong quá trình thầy sửa là các em sẽ nắm được thêm một số kiến thức mới cũng như là biết được thêm về cái kỹ năng để làm bài thi cho thật là tốt. Và thầy mong là các em ở nhà là phải thật là siêng năng. Mình phải thường xuyên bổ sung vốn từ để làm bài cho thật là tốt cũng như là các cấu trúc và đặc biệt nắm vững kiến thức của lớp 12. Đây và làm nhiều đề thi để nâng cao khả năng làm bài của mình. Thì ở trong bài này thì các em thấy là Bộ Giáo dục ra thì cũng không phải là đánh đố của chúng ta là gì nhiều cả, chỉ có một số câu là nâng cao thôi. Ví dụ như cái câu này, câu 16 mà follow the recipe. Cái câu này nếu mà ai mà không biết thì có thể cũng hơi khó một chút. Rồi câu 17 này, remember. Rồi 18, be a chapter of accidents. Thì mấy câu này cũng là những cái cụm này thì các bạn phải nên mở lòng học kỹ những cái phần này nếu muốn tăng cái thang điểm của mình. Đấy, còn mấy cái đồng nghĩa này thì các em có thể là đoán được. Đấy, bồ cho cũng không đến nỗi là để đánh đố chúng ta. Còn đối nghĩa thì ví dụ mình không biết thì mình có thể mình đoán nghĩa dựa trong cái tình huống của câu đấy, chứ không nhất thiết là cứ nhìn có thấy cái từ này ôi thấy gớm quá thôi điền lùi là không nên như vậy. Mình phải đọc kỹ đấy, mình dịch, mình đoán nghĩa trong tình huống của chúng ta. Còn hai bài đọc thì cái bài đọc ngắn thì mình nên làm trước, bởi vì cái bài đó là thường dành cho ai à, thường dành cho những cái bài mà nó chưa đến nỗi những cái câu hỏi chưa phức tạp quá thì nó sẽ nằm ở cái bài 5 câu mình làm trước. Còn cái bài mà nhiều câu thì mình làm sau, câu nào dễ làm trước, khó làm sau. Đấy, rồi cứ đọc cho kỹ, không có vội vàng gì cả. Đấy. Nhưng mà cũng phải làm nhiều thì mình mới quen tay được. Ok, thank you for your listening. Goodbye.